thấy thời tiết đẹp á, cho nên là sáng giờ đó là ông xã đó cũng có làm chút xúc chút này nè, bây giờ còn chút xíu mình ra thử làm thử nha. Đây là có cà chua, cây cà chua đó, lại cây này là cây này là hột giống dưa gan với lại ớt. Ớt đâu rồi? Này. Ớt. Rồi. Dưa gan. Thì bây giờ là hôm bữa giờ là nó mọc chùm đó. Thì hôm nay là mình tẻ nó ra, mình chia nó ra từng cây nhỏ đây nè, cây con này nè. Đó, giờ mình chia ra, nãy giờ là sáng giờ ông xã làm á. Thì giờ còn chút xíu nè, mình phụ làm luôn nè, đây nè. Rồi bỏ này vô. Đè nó xuống chút xíu, nhẹ nhẹ, không nên nó đứt rễ. Rồi, giờ lấy cái muỗng múc miếng đất vô. Rồi mình cho nó đều ra. Cho nó đều ra nè. Xong rồi xịt miếng nước lên cho nó ẩm ẩm. Cái này được 10 ngày rồi nó lên vậy đó. Nó lên lên cả chùm ở trong mấy cái hũ như vậy nè. Xong bây giờ mình mới bứng nó ra đó để làm từng cái ly nhỏ này, từng một cây. Rồi bây giờ cái này là mình làm này cây cà chua. Để coi nó chết hay nó sống nha. Thử nghiệm luôn đó nha, update cho bà con, nếu mà tuần sau mà nó có lên cao hay là nó chết á cũng update luôn, phải không? Người thật việc thật mà. Chứ không phải là mình khoe mấy cái gì mà mình khoe cái gì đẹp đẽ nha, nó chết thì mình cũng phải khoe luôn chứ. Ở bên đây thấy bên đây. Thấy không? Thí nghiệm mà, đang thí nghiệm. Ok, ở đây khúc này còn một cây baby dưa gan. Mình bỏ vô đây luôn. Mình làm nhiều vậy để coi, nhiều khi trừ heo nó chết á, nó có đâu phải là cái nào nó cũng sống hết đâu. Như gieo 10 hộp đi thì nó có mấy cái hộp nó yếu. Cái dưa gan này là biết không, là mình hồi năm ngoái đi chợ mua dưa gan về ăn á, xong rồi cái mình lấy cái hộp á để dành á, thử thôi đó. Thì giờ thí nghiệm nha, thí nghiệm coi sao ha, coi năm nay dưa gan được không ha, dưa gan đó nha. Rồi giờ cho miếng nước vô đó. Xong rồi mang vô nhà. Bữa nó nóng á, cái mang ra ngoài rồi xong rồi cái nó mưa ào một cái chưa kịp mang vô bị ngập úng nước chết hết luôn. Cho nên lần này chắc là phải mang vô nhà đi cho nó lớn tí. Rồi xong, bây giờ là thứ tư ha, thứ tư, để thứ tư tuần tới coi nó có lớn không ha. Ok, đi vô coi mấy cái cây kia cũng được nhiều lắm á nha. Ok, và đây là những cây nằm trong nhà đây đó, một nửa để ngoài, nửa để trong nhà để coi nó có sự khác biệt như thế nào nha. Đây là cây dưa gan thì đó, nói chung là dưa gan với ớt với cà chua vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Cà chua đó, đây cà chua nữa. Cà chua sao quá chừng ha, cà chua nó lên dễ lên lắm. Dưa gan đây, cà chua, ớt, nói chung là vậy đó. Rồi là còn mấy cái kia thì từ từ đó, sau ngò với rau cải gì đó từ. Rồi ok, để tuần sau mình coi lại nữa nha, như thế nào, để trong nhà rồi một nửa để ngoài đường. Thì nhiệt độ người ta nói là 50 độ á, ban đêm mà 50 độ để ngoài đường được thì cứ để ngoài đường mới thôi. Ok rồi, bye bye. Mọi người biết không, cái cây cà chua này đó, thì là cây cà chua này là cây cà chua bụi đời đó. Tại sao biết sao không? Cái này là tự nhiên nó lên, tự nhiên nó lên từ hồi mùa đông đến giờ tháng 11 hay 12 á, tự nhiên cái giống như hộp á, nó bay lung tung á. Rồi cái nó lên xong rồi cái mình mới để vô trong cái cấp này. Rồi bây giờ nó có bông nè, tự mình nó sống lên, tự mình nó
qua được cái mùa đông và bây giờ nó nhỏ xíu mà nó có bông rồi đó. Đây nè, mà không có chăm sóc, không có chăm sóc cưng nâng niu gì á, tự động nó sống. Có hai cây đó, đây cây này thì nó ngắn hơn, nó chưa có bông, tự động nó mọc ở dưới kia, xong rồi mình thấy cái bỏ vô trong cái cấp này đó. Hai cây bây giờ bắt đầu mình cho thêm đất vô để cho nó lớn nha. Ô ngộ ha, để coi nó có bông rồi nó có trái như thế nào ha. Chút xíu nè, đây nè, nó có chút xíu à, chừng khoảng chừng mấy inch đó hả, 8 inch hả, no, khoảng chừng 6 inch nè, nó cao khoảng chừng 6 inch thôi mà nó có bông mà, được 4 cái bông mà. Chắc này là cà chua mini này, là giống như là gọi là nó già trước tuổi hả, cà chua già trước tuổi. Tại vì nó chịu đựng được qua mùa đông nè, tự lên tự sống. Để mình xem coi nó sống được tới bao lâu ha. Ok, bây giờ là lấy cái đất ở trong kia ra rồi, xong rồi cho thêm phân gà với lại trộn lại đất á, để cho nó mềm á. Rồi mình cho cái cây này vô lại nè, cho cái cây cà chua này vô lại rồi, xong rồi lấy cái lá khô này á, phủ lên trên để cho nó không có bị khô đất á. Rồi thì đó là hai bên hai chậu đây, là chắc cái nào một tháng nữa là mình cho xuống dưới đất được. Nhìn nó nhỏ vậy thôi mà cái thân của nó già rồi nè, cứng lắm, chắc lắm, cái thân của nó chắc lắm, cứng lắm, tại chắc nó chịu được mưa gió trong cái mùa tháng 11, tháng 12 đó, tháng 1, tháng 2 đó, thì những cái tháng đó nó qua được á, thì thân của nó mạnh á, thì mình nghĩ vậy, không biết có đúng không nữa. Nhìn mấy cái bông này dễ thương ghê nha. Ba cái bông, để coi nó ra trái làm sao ha, rồi có gì update thêm. Rồi bây giờ cho nó vô bóng mát đi, cho nó ăn đất đi hả, rồi xong rồi để nó cứng cáp rồi cho nó xuống dưới đất ha. Ok, chào mọi người, bye bye.